Ở Malaysia đang vô mùa trái cây á ông bà cô chú. À, từ tháng 6, tháng 7, tháng 8. Tháng 6 là trái cây đầu mùa. Đó, 3 tháng đó là mùa trái cây sầu riêng đó ông bà cô chú. Măng cụt này 1 kg khoảng 53 ngàn tiền Việt Nam mình Ở á. Malaysia ngoài đường á, Quyền thấy người ta trồng nhóc hết trơn. Ba đồng mấy không mà ông địa ơi. Trái này làm cái gì? Mua ăn thử cho biết. Chưa thấy. Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Hồi bữa Nguyên đi siêu thị CS đó cả nhà. Nguyên có mua được cái hộp của trái xương rồng mà. Đó, trái xương rồng. Cái này là lần đầu tiên Nguyên mua và Nguyên ăn thử luôn đó cả nhà. Hộp này là 10 15 đồng chín. Trời, tự nhiên nói cái nuốt nước miếng. 15 đồng chín. Nguyên thấy trên mạng á nhiều người ta ăn đó cả nhà. Nó giống như thanh long vậy đó nhưng mà có nhiều loại, loại ruột đỏ với lại loại loại ruột trắng. Cái này thì Nguyên không biết, cái ruột đỏ hay ruột trắng thì Nguyên không biết, nhưng mà cái thấy Nguyên thấy cái vỏ nó màu như vậy chắc Nguyên nghĩ là nó sẽ ruột trắng. Nguyên thấy cái vỏ nó màu màu vàng này cả nhà. Lúc trước á nhà bạn của chồng Nguyên á có chồng mà trời ơi, Nguyên sợ gai quá cả nhà ơi. Nguyên đã bị dính chưởng hết một lần rồi cho nên nó nguyên hơi ớn hơi rén một xíu, mà cái trái nó nhỏ xíu một xíu à, chứ không nó không có bự tổ cha như cái trái này đâu cả nhà. Cả nhà thấy không, cái trái nó bự lắm, nguyên phải cầm như vậy, cái trái nó bự nó sợ không. Cái nguyên đâu có biết đâu, nguyên thấy người ta ăn, nguyên thấy người ta ăn. Cái Nguyên gặp cái Nguyên nói ơi ngừng ngừng lại hái, cái chồng nói hái đi, cái đó là nhà của bạn của chồng Nguyên á, hái đi rồi vô nói nó. Cái Nguyên mới túm áo lên nha, kéo áo lên Nguyên hái, mà trái nhỏ nhỏ không, trái nào trái nấy như ngón tay cái, có trái bự nhất còn như ngón tay cái, có trái thì như ngón tay út. Thì Nguyên hái Nguyên túm mà Nguyên đâu có biết mấy cái chỗ này là gai của nó nhiều dữ lắm, nó gai đó li ti nhiều lắm. Cái Nguyên túm luôn, hái quá trời hái, Nguyên túm áo lắm mà. Cái lên xe u là trời ơi nó ngứa he, gãi như ngồi trong xe gãi như khỉ á. Rồi từ đó tới sau Nguyên gặp cái cây này Nguyên ớn luôn, Nguyên sợ luôn. Mà mình mẩy Nguyên là toàn là gai gai trái này luôn á. Bữa nay Nguyên mổ cái gì, lấy trái này gà đang ăn thử, trái xương rồng cả nhà. Xương rồng hay xương rồng ta, xương rồng à, đúng rồi, xương rồng xương đó. Bây giờ mình sẽ thử ăn trái này nha. Bữa nay mình mua được hai trái lạ nè cả nhà, cái loại này á, là trái xương rồng rồi. Còn để mình đỡ ra cái thố này cả nhà, sợ gai cha nội ơi, sợ gai chứ không gì. Mình đỡ ra cái mầm đó. Còn cái trái này á là cái trái tầm trùm ruột rừng. Nguyên lên Google Nguyên gõ á, thì nó ghi là trùm ruột rừng hoặc là me rừng, ý trùm ruột núi. Hoặc là me núi, ý gì trùm ruột núi hoặc là me rừng, đúng rồi. Nguyên sẽ để cái hình ở trên đây cho cả nhà xem nha. Cái lá của nó giống như là lá me vậy đó, nhưng mà cái trái nó như trái như trùm ruột cả nhà, nhưng mà nó khác. Trái trùm ruột là nó có khí khí á. Cái này Nguyên mua là 3 đồng 23 cent là khoảng 16.000, 16.000 tiền Việt Nam. Còn cái hộp xương rồng này á, là 15 đồng chín, 15 đồng chín là khoảng 80.000 tiền Việt Nam cho 4 trái xương rồng này. Cái hộp này á, là trái chùm ruột núi này á, là 16.000, khoảng 16.000 tiền Việt mình nha. Nguyên sẽ gỡ ra Nguyên ăn thử coi nó làm sao.
Nguyên nghĩ nó sẽ chua nhưng mà Nguyên không biết nó chua kiểu gì. Nguyên không biết nó chua là nó chua ơi tự nhiên chua chân. Ui dính gai rồi nè. Nguyên sẽ mổ cái trái bự nhất Nguyên ăn thử coi. Nguyên không có biết á, nào giờ không không biết thấy là hạ mua ăn thử nè cả nhà. Cũng hơi sợ nghe, cũng hơi sợ. Sợ dính gai chứ không gì. Lấy cái úi cái trái nó màu vàng. Ủa sao nó màu vàng vậy nè cả nhà, nhìn ngộ vậy. Ủa mình nhớ có màu 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 trắng với màu đỏ mà ta, sao cái trái này nó màu vàng. Kỳ vậy, sao ngộ vậy. Ý sao ngộ dữ vậy ta. Nó màu vàng như vậy nè cả nhà. Thử coi. Lạ dữ vậy. Nguyên nghe nói là ăn nó như thanh long vậy đó. Mà cái loại này thì Nguyên không biết nha. Cái trái mà Nguyên hái, trái nhỏ xíu á, mà Nguyên hái nhà bạn của chồng Nguyên á, là nó lạc nhách. Cái hộp nó tổ cha luôn. Ruột nó màu đỏ. Lúc mà Nguyên mua á, chồng Nguyên hỏi Nguyên cái trái này về trái gì, Nguyên nói ăn như thanh long vậy đó. Cái này nó hình như nó chưa chín lắm. Ý nó bị hư hả cả nhà? Phải hư không? Ngọt. Ngọt nha. Ngọt cả nhà ơi. Nè nó vậy nè. Hơi rén rén xíu, hơi sợ xíu. Gai cả nhà ơi. Nè nó vậy nè. Ăn này phải nhả hột không mẹ ơi. Mình định cho A Chiên ăn thử mà mình nghĩ chắc không dám cho A Chiên ăn quá. Cái hột nó cứng như đá vậy. Cái hộp nó cứng. Cũng nhai được đó. Nó cứng làm sao ta, phải diệt tả hả? Không có cứng như đá đâu cả nhà. Nó cứng làm sao ta? Hột lựu á. Mẹ biết không? Nó cứng hơn hột lựu. Nó cứng mà nó dai dai nè, ông địa ơi. Nó hơi lớ lớ lợ lợ. A few moments later. Nó mềm mềm nó nó nhiều nước. Ăn vô nó có mùi giống như là dưa gang vậy ta. Khác với cái loại mà hồi đó
Viên hái lội nó hơi nó ngọt ngọt, nó ngọt ngọt mát mát vậy đó cả nhà. Thử thì nó hơi có mùi dưa gang xíu, ăn bỏ miệng quá à. Nhả hột bỏ miệng với mình. Không biết nuốt hột được không, không dám nuốt bậy. Nuốt cũng bậy thấy bào. Lần đầu tiên ăn thử, lúc trước đó mình thấy người ta bán trong siêu thị mắc lắm á cả nhà, chứ không có rẻ như vậy đâu. Đợt này sao thân mình thấy nó rẻ nào, mình muốn mua ăn thử cho mắc, mình mua mình tiết tiền á. Tại mình chưa ăn qua sao ăn không được, bỏ uổng á chứ không gì, tiếc tiền. Trái chùm ruột núi lau sáu sói lấy nước sáu sói dính gai rồi nè. Dính gai cả nhà ơi, không thấy đường nó cha nội ơi, mà nó thốn quá. Mùi thì không có gì hết á. Lần đầu tiên ăn cái trái này á, ở Malaysia, Nguyên thấy ở Malaysia, cái khu mà phố cổ ở Malaysia cả nhà, ở ngoài đường á, cái hướng mà người ta hướng sông á, cho du khách người ta đi lên thuyền á, để người ta ngồi tàu để người ta đi ngắm cảnh á, là nhóc có trơn cái cây này luôn, nhóc có trơn luôn. Để Nguyên để cái hình cái cây này cho cả nhà xem. Ông đĩa ơi, nó chát chát, nó đắng đắng, nó chua chua. Cái vị chát nó sao, cắn lần đầu á thì nó chua, còn cắn lần thứ hai cái vị chát nó nhiều hơn ý, cái vị đắng xong rồi vị chát, cái vị chua nó nằm cuối cùng. Không dám ăn đâu, mẹ không biết người ta bán đi làm gì trời. Như nghe nói là ăn này lên thuốc đó cả nhà, nhưng mà hả mình thấy nó chát quá. Nó không giống như me gì chùm ruột Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình cũng có trái này, phải nhưng lên Google mình kiếm, mình tìm hiểu á, coi cái trái này là trái gì á. Cái hộp nó vậy nè cả nhà, cái hộp nó cái màu giống như là màu ngọc. Không dám ăn nữa đâu, chát chát quá. Nguyên ăn chát dở lắm. Mình tắt cái hộp cho cả nhà xem. Nè, cái hộp nó vậy nè. Gỡ vô hết. Ui, cái bà ơi, cái này làm gì ăn trời. Nấu canh chua thì cũng không mấy, nó không có đủ chua để nấu, mình nấu canh chua. Cái hộp của nó như trái thù lù vậy đó. Cái hộp của nó như trái thù lù vậy đó. Màu đẹp quá, cái hộp của nó màu đẹp quá hả. Trong cái hộp nó có cái hạt. Dẹp cái này dẹp đi, còn cái này á măng cục,
vô mùa sầu riêng cả nhà măng cụt, mình chẳng biết sao hay là lâu rồi mình không mua măng cụt, mình không biết 10 đồng ký. À, 10 đồng một ký là khoảng 54.000 Việt Nam mình đó cả nhà, một ký đó, nhiêu đây là một ký đó. 1 2 3 4 5 ít 1 2 3 4 5 6 7 14 trái một ký. Không biết sao mắc. Đồng ký mua măng cục đó cả nhà, nguyên lụa mình bóp nhẹ nè, xung quanh nó có mềm không, nếu mà nó cứng là nó bị sượng, nó bị sượng kiểu như nó bị dập á, cái nó bị sượng, nó vừa sượng, nhiều người ta thích ăn cái loại sượng đó, mình bổ ra trong chẩm nó giống như là nước vậy đó, mà ăn nó giòn giòn sực sực ngon lắm. Nhiều người thích ăn thì người ta thích ăn kiểu đó, nhưng mà sườn đó mình mua mình để lâu á, nhiều khi trái nó rụng á, mà lâu á nó cũng sẽ thành hư, còn mới thì nó sẽ ngon, nó sẽ kêu sao ta, ngon, ăn ngon cả nhà. Nguyên ăn măng cục á, tại vì Nguyên làm video màu mè thôi chứ đúng ra luôn ăn cục Nguyên bóp này nè, bóp xung quanh nha, cho nó bể xung quanh, cho nó bể xung quanh, kéo mình tách ra ăn măng cục. Bạn Nguyên lúc trước á, nó ăn măng cục nha, là nó phải có dao nó mới ăn được, còn Nguyên hả không cần dao, tại vì Nguyên ăn quen rồi đó. Có người á thì người ta sẽ bẻ trên đây thì mình bẻ ngang như vậy nó ăn sẽ khó, mình bẻ như vậy mình ăn sẽ dễ hơn nè cả nhà. Đó, cứ bóp xung quanh nè, ăn mà giết mà mình có kinh nghiệm. Ơi, trái này nó hơi cứng cứng ở đây nè, hơi cứng cứng, nó chưa sâu vô, sâu vô trong. Mê ăn măng cục lắm mà không dám ăn nhiều, ăn nhiều quá mát, cái nhà mát không tốt, cơ địa nguyên cơ địa lạnh, ăn gì mát nhiều quá cũng không tốt. Phải ăn măng cục dữ lắm, cha nội ơi, ăn măng cục là mất ghiền, ăn măng cục mất ghiền lắm cả nhà. Ăn là lúc trước á, là măng cục ha, bên Malaysia ha, là 3 kg 10 đồng, 3 kg 10 đồng bột bon cũng vậy. Không biết sao hả, mấy năm nay măng cục bằng bon độ mắc như quỷ, không có bán 3 kg 10 đồng nữa, 10 đồng khoảng 54.000, toàn là bán ký không, bán lẻ bán ký không, 1 ký 10 đồng, 8 đồng, 8 thì đồng thì Nguyên chưa thấy bán nha, Nguyên chưa thấy, tại vì măng cục trái cây á, Malaysia giờ này là mùa này là mùa trái cây đó nha, không biết sao năm nay bán mắc. Mà Nguyên á, cả nhà biết sao măng cục á, hồi đó Nguyên không biết nha, chứ cái ta chỉ Nguyên nó măng cục qua nhìn cái đít nè, cả nhà nhìn cái đít có mấy cái bông là ở trong đó nó có mấy muối á, cả nhà thấy không, ở trong đây nè, cái đít nó có 6 cạnh không, 6 bông, 1, 2, 3, 6 cạnh, rồi mình tách ra coi đúng không nha, 6 cạnh là 6 muối ở trong, ở ngoài nó làm sao là ở trong cái muối nó y hệt như vậy. Ừ đúng nè, nhưng mà ở trong đây có muối bự nè, ở đây đâu có muối bự đâu, vậy mà đồn là ở ngoài nó làm sao, ở trong nó y vậy. Nguyên có lựa một trái á, nó có ông kia ông thảy ra rồi cả nhà, ông thảy ra rồi. Nguyên với chồng Nguyên phá ăn măng cục mà mắc quá, mình tiếc tiền mình không mua đó. Nguyên ăn măng cục á, Nguyên thích đó, mua những cái trái mà
nó như vậy nè, nó vàng vàng như vậy nè. Chứ Nguyên không thích mấy cái trái mùi như vậy. Ai thích ăn ngọt hay lựa mấy trái mùi, còn Nguyên thì Nguyên thích mấy trái vàng vàng nè. Hoặc là mua những cái trái mà nó còn vàng hơn cái này, nó còn nâu hơn cái này nữa. Trời ơi, ăn nó chua à, không phải chua mà ăn nó hơi giòn giòn, nó ngon lắm cả nhà. Mà ít lắm, ít mua được những cái trái như vậy. Mua 4 trái này, xương rồng, kêu chồng ạ. Mình kêu chồng mình ăn cái ông chữ nữa. Không nói gì đâu mà hộp không à. Chồng mình cho chị ngủ rồi. Ngộ ha. Măng cục á, còn sống nó sẽ ngọt, chín thì nó chua chua ngọt ngọt. Ngộ ta. Mình ăn măng cục á, có những muối nó có hạt á cả nhà. Nguyên không thích nhả nha, Nguyên thích nuốt luôn á. Nguyên thích nuốt à, không sao nữa, không thích nhả. Chừa cho chồng đi. Dở quá. Làm gì ăn cả nhà. Cả nhà ai biết cho Nguyên biết để Nguyên nấu coi. Nấu canh chua thì cũng không được. Tại cái này nó chưa đủ chua. Ý mà Nguyên kiếm cái khay mà nhỏ nhất rồi đó. Chẻ ra mình lấy muỗng nạo cầm hỏi tay bé nhạy à, gà nó đi ti đi ti đi ti vô cả nhà. À, trời ơi, nó chua. À, thường ngày á Nguyên định mua chôm chôm rừng Malaysia nữa. Mà thường ngày á, ở ngoài đường nó bán nhóc trơn á. Tự nhiên bữa nay đi xuống dưới á, không thấy ai bán chưa. Chôm chôm rừng Malaysia cả nhà, ăn ăn cái hạt nó bùi bùi ngon lắm. Ăn nó như là bùi bùi, nó như là đậu phộng thì đậu phộng nó thua nó thật điều. Mà nó béo mà ăn nhiều quá xỉn nghe, ăn nhiều quá say chóng mặt đó. Ngon. Nhưng trái này ngọt nè. Đúng rồi. Trái này đen mà. Nãy mình ăn trái vàng vậy nè. Trái đen thì nó sẽ ngọt ha, ngọt hơn. Mà nó không giòn bằng. Nó không có giòn bằng mấy trái xanh. Mình cắt á, Nguyên không thích ăn ăn bột ăn này, mình thích ăn bóp, bóp dễ không? Rồi đó, xong rồi nè. Hai trái này á, toàn là lần đầu ăn không, hai lúa, mua gì Nguyên mua gì á, mắc mắc xíu Nguyên tiết tiền lắm. Cho nên bữa nay thấy rẻ đó, cho nên Nguyên mới mua đó bà cô chú. À, Nguyên, nếu Nguyên cho ai chiên ăn thì Nguyên sẽ lựa mấy cái Nguyên bỏ mấy cái hạt, Nguyên tách rời mấy cái hạt ăn cho ai chiên ăn được. Mấy cái loại trái cây mà có nước này chiên phái lắm. À, thôi video của Nguyên đến đây kết thúc rồi cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem buổi một video của Nguyên nha. Nguyên mến chúc cả nhà một mới thằng ăn lành nha. Bye bye.